Giá này ít tôm quá, được có mấy con à. Kiểu tạm tạm thôi cô chú anh chị ơi. Này, mực này ngon quá trời nè. Như con này hình như có trứng luôn á. Trời ơi con mực đó. Nhìn mê luôn á cô chú anh chị. Tôm lớn lớn con không? Mà chắc phải 6-7 nhát quá là đem răng đi. Được nhiêu anh Dũng? 20 với lại dạ em chào quý cô chú anh chị đang xem video nha. Thì hiện tại cũng là khoảng gần 5 giờ sáng rồi. Em đang có mặt tại trên ghe của anh Vũ. Hồi lâu mà cô chú anh chị mình có xem video về cầu mực á. Thì hiện tại ở ghe đang còn neo ở cảng Gành Dầu. Thì đây là một khu vực rất là nhiều ghe cào luôn. Đa số chủ yếu là bà con ngư dân làm ghe cào. Thì hiện tại là giữa tháng 11 âm lịch rồi. Thì tầm này đổ lên chở đến Tết á, là bắt đầu mực nó có lai rai. Và cũng có ngày nó trúng mực luôn cô chú anh chị. Thì hôm nay em quyết định đi trải nghiệm lại một lần nữa nha. Nếu mà đánh mực không có á, thì anh Vũ sẽ xuống cào lết và cào tôm luôn. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng xem video nha. Bây giờ kéo neo lên rồi đi thôi cả nhà ơi. Gió hôm nay nó cũng rơi vào khoảng chắc gần 20 cây số trên giờ á. Thì đợt này kiểu em ít đi quay á là do trời rất là thổi luôn, không có ghe nào chạy được. Hôm nay thì bắt đầu mới dịu gió một xíu nè. Đó. Đàn xung quanh đi rất là đông luôn, như đó, như cô chú anh chị mình thấy đó. Đi từ sáng đến giờ em để ý là mấy chục người, 70-80 người là ra ghe luôn á. Ở đây là hàng trăm chiếc ghe cào luôn. Đó, hiện tại là ghe vừa mới chạy ra được khoảng đâu đó là hơn 2 hải lý đó cô chú anh chị. Bây giờ bắt đầu bổ cào thôi. Như mấy cái dây màu màu này là để mình dụ mực hả chú Việt? Ờ đúng rồi. Còn mấy cái cục cao su là đổi hả? Đó, như mấy cái dây là mình dù mực tới, còn mấy cục cao su á là đổi mực đó cô chú anh chị. Buổi sáng á, sáng ra thì em sẽ giới thiệu tổng quát một lượt luôn về cái cơ cấu các chi tiết của nó nha. Bây giờ thì trời đang còn khá tối luôn. Bây giờ bắt đầu thả dép. Sau khi thả dép á, thả dép là thả đều hai bên luôn. Thả cái dép cào đó là thả đều hai bên. Xong bắt đầu mình lên ga thật nhanh, chạy cho nó căng dây ra. Là sau đó chờ khoảng 2 đến 3 tiếng là bắt đầu mình sẽ lấy cào nha cô chú anh chị. Đó, lên ga chạy rất là nhanh luôn. Nhiệm vụ đó là mở rồng ra, căng ra. Thì sau khi mà bổ cào xong á là mấy anh mấy chú là sẽ nghỉ ngơi nha cô chú anh chị. Nằm ngủ khoảng chừng 2 đến 3 tiếng á là sẽ lấy một giã. Chỉ có cực nhất là anh Vũ à là không có ngủ luôn. Tại công là luôn luôn phải thức để canh mình chạy theo cái lằn á cô chú anh chị. Cũng lâu quá rồi anh Vũ. cái mùa mực này là cuối năm là hay có đúng không anh Vũ? Dạ gần Tết là hay có. Ủa cái này mình đi ba người kiểu này rồi mình ăn chia kiểu gì anh? Ăn
ra mua. À, đi ngày ha. Dạ. Một ngày bao nhiêu anh Vũ? 400 một người. Dạ. Nói chung là rất là cảm ơn anh Vũ tạo điều kiện cho em đi nha. Bây giờ đang là 7 giờ rưỡi rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ bắt đầu lấy giả đầu tiên nè. Mình sẽ có hai sợi dây nối với cái dây cái để mình kéo vô. Trời khá là gió luôn. Khi lấy thì mình dùng cái lô đó, mình xề chiếc dép lên trước, tại vì mình kéo là sẽ tới chiếc dép đầu tiên đó, đang còn xề lên đó. Thì bây giờ em giải thích lại sơ cho em giải thích cho cô chú anh chị mình hiểu nha. Thì cái miền cào của mình á, là nó sẽ rộng khoảng độ 35 đến 40 mét. Thì mình sẽ sử dụng, tại vì cái chiều ngang của ghe mình nó chỉ khoảng 4 mét thôi, 4 mét mấy thôi, không thể nào mà đủ cái độ rộng của cái miền cào được. Cho nên mình phải dùng hai cái ngáng nè. Hai cái ngáng này nó mở rộng ra được thêm mỗi bên là khoảng 3 đến 4 mét nữa. Xong bắt đầu chiếc dép nó lại mở rộng ra tiếp. Đây, như cái đầu ngáng là nằm ở đó đi. Lúc xuống nước là nó sẽ chạy xéo ra tuốt ngoài kia, là để cho nó mở rộng ra thêm một khoảng nữa. Là tổng cộng là nó đủ chiều rộng của cái miền cào là 40 mét luôn. Cái này cũng rất là sáng tạo luôn á. Gắn vô cái lô này để mình tờ dây lên. Ngày xưa khi mà chưa có những cái máy móc hiện đại như vậy á, là tất cả đều chụp bằng tay hết, rất là cực luôn. Còn như bây giờ thì làm đã rất là khỏe rồi cô chú anh chị. Nói chung là cũng nể ai mà sáng tạo ra cái mệt cầu mực này nè cả nhà. Nó đa số nó độc, chủ yếu bắt chỉ mỗi mực thôi, còn chả không có cá, không có cái gì hết, ít lắm. Tại vì cái này nó cũng sát đất, nhưng mà nó sẽ là mặt đất chứ nó không có cày dưới đất. Nó sẽ hở lên khoảng độ một gang tay mình vậy nè. Như ở trên này là có dây để mình dù tới, còn ở dưới thì lại có mấy cái cao su á, miếng cao su để mình đổi mực vô miền. Cái giả đầu tiên này thì nó chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi thôi cô chú anh chị, 2 tiếng rưỡi thôi. Bây giờ tới lưới rồi. Như hôm nay đi 3 người thì anh Vũ khỏe nè. Anh Vũ đỡ làm, nhưng mấy hôm là anh Vũ vừa chạy vừa làm luôn. Trời ơi, rách cào rồi cô chú anh chị ơi. Lên tới cái đục rồi cô chú anh chị ơi. Này em thấy cá kìa. Ồ, ít à, giả này cũng ít à. Cô chú anh chị ơi, như đây là được tầm nhiêu ký anh Vũ? Chục ký ha. Dạ, chục ngoài ký, một giả chục ngoài ký là cũng kiểu tạm tạm thôi cô chú anh chị ơi. À, mực ngon quá trời nè, như con này hình như có trứng luôn á, mực tuột nữa. Wow, mực đẹp quá. Có điều đợt này thì mực nó hơi nhỏ nè, cho nên là hơi bị xuống giá. Mực rất là tươi luôn.
như những con này là nó vô miệng cào sâu nè, là nó rất là nó vẫn còn trong suốt á. Còn những cái con mà nó hơi đục màu như vậy nè cô chú anh chị là nó dính từ lâu rồi. Wow, ngon quá. Cái đoạn này bây giờ chủ yếu là néo lại thôi chứ mình không có đủ thời gian để mà vá đâu cả nhà. Néo tạm lại cho nó kín á, rồi mình bỏ xuống mình làm tiếp. Như chiếc bên kia cũng đang lấy rồi cô chú anh chị. Đó, mình nhìn từ đây nó sẽ tổng quan hơn nè. Nói chung là cái nghề này thì nó chỉ cào mực này nó khỏe lắm, nó lừa ít phải lừa, chứ còn cào lết kìa, cào lết thì mới lừa nhiều. Mực đực này hơi nhỏ đúng không chú Việt? Ủa mực vậy là tốt rồi đó ha. Dạ. Cái này mình có lừa mực trứng đồ gì ra không hả chú? Không. À chỉ con nhỏ ra thôi ha. Dạ. Mực này hiện tại bây giờ nghe anh nói là dưới 150.000 luôn á cô chú anh chị. Như nhỏ này cũng bán được nhưng mà bán giá khác hả chú? 50.000 ký à. Như mực ní ní cái này nè cô chú anh chị. Rất là nhỏ luôn. Ngon quá. Lâu rồi em mới đi lại nhưng mà nhìn mực đã ghê. Mấy con này mới dính nè, còn trong suốt luôn. Dạ. Dạ dạ con té thôi. Ngồi mép đây nè. Cá bớp hả chú? Rồi uổng ghê. Con cá bớp đó mà rồng sống được là bán một con hình như cũng 70-80 ngàn á. 100 ngàn luôn á chú. Trời ơi, quá dữ. Còn như đây có con mực lá nè. Cho con mực lá khá lớn luôn. Mình cào này là cũng ít khi mua vô mực lá phải không chú? Vô lai rai á. Nói chung là chủ yếu chủ đạo vẫn là mực ống thôi. Wow. Mấy con này là mực lao phải không chú Việt? Dài dài này là mực lao. Này 135.000 ký. Ủa như một giả như vậy là được chưa chú Việt? Giả này được chung bản ký là được 2 triệu. À, ý là đạt chưa á? Chưa đạt đâu ha. Dạ. Qua Tết anh giữ. Dạ. Tại con thấy giả này kiểu kéo nhanh nè, 2 tiếng à. Tại vì mực để dưới nước lâu quá nó dập nó dở á cô chú anh chị. Cho nên là tầm 2 tiếng là kéo một lần à. Wow, đẹp quá. Nhìn mê luôn. Ủa em chưa hỏi nữa anh tên gì anh? Long hả? Lộc. À lộc ha. Dạ. Làm cái cào mực này nó khỏe hơn là cào lết không à? Lừa ít hơn đúng không? Dạ. Lên mình chỉ ngồi lừa mực một xíu thôi. Có điều cào này hình như là lấy nhanh hơn nè. Cào này tầm 2 tiếng lấy một lần, còn cào kia hơn hay gì á? Cũng gì luôn ha. Dạ. Bây giờ thì anh Lộc với chú lừa mực nhỏ nữa là xong rồi cô chú anh chị. Uổng con cá bớp hết sức rồi. Con này mà sống là 100.000 con á, giống tự nhiên á. Sống là 100.000 con đi chứ. Lừa mực nhỏ vô, mực nhỏ hình như được có 50.000 một ký thôi. Đây, mực bỏ vô cho nó đẹp con mực á, mình bỏ vô mình ngâm nước một xíu cho nó đẹp con mực nè. Kiểu như mực mà mình để vô mình muối liền là nó dễ bị dập.
cái này là nước mặn nha cô chú anh chị chứ không phải nước ngọt đâu. Cuộc sống trên biển là vậy đó cô chú anh chị. Làm xong bắt đầu giác đầu tiên á là mình sẽ nấu đồ ăn. Mình ăn xong sửa soạn quay qua quay lại là sẽ tới giác thứ hai luôn. Như chú Việt đây nè cô chú anh chị. Là chú là ở trên ghe luôn phải không chú? Dạ. Cho dù trời có sóng kiểu gì cũng không mệt luôn hả chú? À. Kiểu quen luôn rồi. Dạ. Bây giờ mấy anh mấy chú mới ăn bữa cơm đầu tiên buổi sáng của chú anh chị. Bây giờ cũng là 9 giờ kém rồi đó. Hôm nay quá trời đồ ngon luôn. Bực với cá kho. Với cái này là có lỗ tai heo nữa. Em mời cô chú anh chị cùng ăn với mấy anh mấy chú luôn nha. Với em luôn. Hấp dẫn quá. Chú anh chị là chạy bằng cái tì kìa, có cái mấy cái ống dây đó là dẫn nhớt á, ống dây đèn đèn đó mấy đó là mấy cái tì nhớt á. Tới cái đục rồi nè cô chú anh chị. Con cá gì vậy chú? Hơi dài thon. Có vẻ nhiều hơn nãy cái gì á. Vô cá nhiều quá trời luôn. Ít hơn nãy luôn. Đó, bây giờ mấy anh mấy chú bắt đầu xuống cào lết nè cả nhà. Cào lết này thì em thấy nó nhiều lưới hơn. Cào lết này thì nó sẽ nặng hơn cào kia, nó chà đáy luôn, nó sát đáy luôn. Nó xuống bủa thì nó cũng như là bủa cái kia thôi, không có gì khác biệt hết. Bây giờ anh Vũ anh đang còn chạy tới cái điểm á, chạy tới cái điểm mà thường thường mình hay cào tôm á, để bắt đầu bủa cào. Đây, thành quả của giả này đây cả nhà. Chắc ít hơn giả hồi nãy nữa. Bây giờ ở phía sau thì ghe đã bủa xong rồi. Đã bủa xong cào lết rồi đó cô chú anh chị. Cào lết là mình cào tôm luôn á. Hình như là nghe anh Vũ nói cái này là cào lỡ. Vẫn cào mực nhưng mà nó sẽ có thêm tôm. Phải không chú? Cái này là cào lỡ phải không chú? Ừ. Là nó vẫn vô mực ống này luôn ha. Có mực ống rồi tôm, ghẹ, rồi cá lộn xộn. À dạ, mực ống tôm ghẹ cá. Chứ nó không có lết hẳn hả chú? Không. À. Kiểu dạng như mấy anh mấy chú ở Gành Dầu á cả nhà. Là đầu tiên buổi sáng ra
thì sẽ bổ một giác cào mực để thăm dò thử coi mực nó có nhiều hay không, xong rồi bắt đầu mới quyết định xuống cào lết. Tại vì cào mực nó khỏe hơn, với lại nếu mà nó trúng nó phản mành nó cũng nhiều tiền lắm, chứ nó không có đều kiểu như cào lết. Cào lết thì nó ổn định thôi chứ nó không có phản. Như giả này em thấy vô nhiều mực nhỏ nè, mực nhỏ nhiều quá trời luôn. Mực nhỏ này được có 50.000 một ký à, thành ra là không có, ngư dân không có được bao nhiêu tiền đâu cô chú anh chị. Mực nhỏ nhiều hơn mực lớn luôn á chứ, mực lớn được mấy con. Nhưng mà đẹp quá, công nhận mực này em thấy nó đẹp không thua gì mực câu luôn á. Dạ, cào mực này công nhận con mực nó đẹp thiệt. Không có ba cái con này con kia, ba cái này kia rồi nó cạo mà nha đó. Dạ. Dạ. Như cào này là mình chuyên cào mực đó cô chú anh chị, nó không có nhiều cái con này con kia rồi nó cọ sát với nhau á, nên mực rất là đẹp. Em thấy là nó không có thua gì mực câu hết á. Đó, nó chỉ có mấy con cá tạp nhỏ chút chút vậy thôi, một ít thôi, nó không đáng kể để mà xấu con mực á. Bây giờ anh sẽ đổ vào cái sọt, sau đó ngâm một chút để cho nó cứng con mực lại rồi mình muối. Hiện tại bây giờ đang là khoảng 1 giờ chiều này cô chú anh chị. Ghe đang còn lấy giả đầu tiên của cào lết á. Yeah. Tới cái đục luôn rồi. Trời cũng má đó. Tá đi. Có dòng quá nè. Ôi. Xuống xuống. Đặc điểm của cào lết là em thấy nó chà sình nhiều hơn nè. Bây giờ mình đem ra hàng trước mình đổ. Bây giờ mình đem ra hàng trước mình đổ cô chú anh chị. Tôm sống bắt tôm sống. Cào cái này thì có tôm sống á cả nhà. Cho nên là mình phải bắt tôm sống nhanh để mình bỏ vô đây mình dòng nè. Cào cái đục mà ngày thấy nó nhỏ hơn đục đêm ha. Ít tôm quá. Tôm bự bự con không quá chứ. Tranh thủ bắt tôm trước á. Trời ơi, con mực nang kìa. Con này chắc phải 600-700 gram quá. Đó, tranh thủ bắt tôm trước cả nhà. Cào lết này thì nó hỗn độn đồ, nó nhiều loại đồ á. Cái gì cũng có luôn. Tôm này ký chắc 300-400 ngàn quá. 300 mấy. Dạ. 300 mấy hay chứ. 300 rưỡi. Dạ. Rồi để đó dòng sống đó. Bây giờ ra bủa cái nữa cô chú anh chị. Bủa thì cũng như bủa cái kia thôi, bủa và lấy thì như cái kia thôi. Chủ yếu là cái kết quả của mình á. Thấy nó vô cả tôm tích nữa nè. Tôm tích rồi tôm rồi vẫn có mực luôn. Cũng có mực như là cào mực luôn. Rồi cả mực tuột nữa. Đủ thứ đồ luôn á. Tôm tích em thấy cũng khá nhiều nè. Cái cào này á cô chú anh chị là mình đi với tốc độ khoảng đâu đó là 2 hải lý một tiếng nha. Một tiếng mình sẽ chạy khoảng 2 hải lý á, cái tốc độ á. Tôm tích này em không biết mấy anh có dòng không nữa. Tôm tích em thấy khá nhiều luôn á. Tôm tích này
này có dòng không Lộc? Tôm tích á có dòng sống không? Có chứ. Có luôn hả? À vậy là nó lâu chết hơn cho nên là mình bắt sau. Đã quá. Cũng có tôm tích lai rai á chứ. Nó búng phải không à? Dạ. Bắt phải cẩn thận cả nhà. Anh lấy cái gắp bắt cho dễ luôn kìa. Như tôm tích này được nhiêu tiền ký anh? Giá này ít tôm quá, được có mấy con à. Dạ có mấy con tôm chết ở dưới em bắt vô luôn. Nó vô những cái con này người ta hay gọi là tép gầy á cô chú anh chị. Cái này kiểu lớn lớn lừa ra cũng được 50-60 ngàn một ký. Gầy phải không chú? Cái này lừa lừa ra cũng được 50-60 ngàn phải không chú? Dạ. Như cái con này nè, con này lâu lắm rồi em mới thấy nè. Mực cóc, mực bọt á, mực sim. Nó giống trái sim á. Con này nhìn nó vậy thôi nhưng mà nấu mì ăn ngon lắm á. Dạ. À, mực túi ha. Dạ. Hồi trên con là kêu bằng mực cóc, mực sim á. Đã quá. Lâu lắm rồi mới gặp nó đó. Biết nhiều năm trời rồi. Nó dễ cưng quá. Có con 1-2 cho nó đi. Em thấy giả ngày này thì lừa cũng khá nhanh nè, nó ít tép á. Còn giả đêm ngày xưa như ba em đi á là lừa lâu hơn, tại vì tép nó nhiều á. Còn giả ngày này thì loanh quanh có mấy món hải sản gì thôi. Ngồi lừa nãy giờ thì chắc cũng rơi vào khoảng tầm chưa tới nửa tiếng á. Cũng khá nhanh thôi là cũng gần xong rồi cô chú anh chị. Dạ. Dạ dạ. Đây. Các loài hải sản của nghề giả ngày á. Giả ngày là gồm có cá nè. Cá nè, xong rồi mực. Mực thì nó xấu hơn là mình đi giả mực nhiều luôn, tại vì nó rất là nhiều đồ. Nó trà cả đồ dơ vô nữa cho nên là nó trà con mực nó chảy hết. Mực này thì nó sẽ không ngon được như mực đi giả mực với lại tép gầy. Đó. Tép này ban ngày thì cũng ít thôi cô chú anh chị, ban đêm á mới nhiều. Tôm sống mình được mấy con à. Bắt đầu từ giả sau á em nghĩ là nhiều hơn, tại vì ngay cái lằn rồi. Ở dưới là tôm tích nè. Đó. À, bỏ xuống coi nó chết. Như vậy là xong rồi đó cả nhà, chờ tới giả sau thôi. Còn lừa mực ra riêng nữa hả chú? Mực này mình có muối chung với mực giả hồi nãy không? Muối chung luôn. Muối chung luôn ha. Dạ. Muối chung mực này thấy nó trời da cũng nhiều rồi. Cái này là cũng còn khá đẹp hết chứ. Đây có con mực nang bự ghê chưa. Trời ơi. Con này cả ký không chú? Bự lắm luôn á cả nhà. Trời ơi nó bự cơ. Mực bầu hả chú? Ờ con này chứ mực bầu á. Con này chứ mực dai. À. Nó có cái gai sau đuôi ha. À. Mực gai. Mực này hình như người ta cũng khoái ăn nè chú. Đúng rồi. Dạ. Mực là mình sẽ muối vào những cái can như vậy nè cả nhà. Tôm
tôm cũng bỏ nước để khỏi nó gãy đầu phải không chú? Muối tôm đó giờ muối tôm à? Dạ, muối tôm là muối nước nó mới đẹp được. Muối khô thì hương tôm. Con mực này thì cũng muối nước luôn cô chú anh chị. Này là kiểu chủ vừa người ta yêu cầu thôi. Cứ ấy xong mình muối cái là xong, vô ngủ tiếp tục là giả sau là 3:30 cả nhà. Còn hai giả nữa, hôm nay vào tới bờ là chắc cũng phải 7 giờ tối á. Đi là từ lúc 5 giờ mấy sáng, xong rồi vô tới bờ là 7 giờ tối. Thì theo em thấy á, là cái nghề này bà con ngư phủ á, đi làm khá là khỏe. Tại vì mình có thời gian mình ngủ khoảng đâu đó 2-3 tiếng mình mới lại lấy một lần, cho nên là mà mình làm thì chỉ trong vòng khoảng chưa tới 1 tiếng đồng hồ thôi, cho nên là em thấy nghề này cũng khá là khỏe, và đi một ngày được 400 á thì cũng ok. Còn đồ như hôm nay á thì nó cũng hơi yếu, nếu mà như vậy thì chủ ghe không có ăn đâu cô chú anh chị, chờ mong chờ vào 2 giờ chiều thôi. Bây giờ ghe đang còn lấy giác thứ hai của buổi chiều hôm nay nè cô chú anh chị, giác thứ hai của cào lết á, hy vọng là giác này sẽ được nhiều. Thì hồi sáng nước nó hơi đục á, bây giờ em quay lại cho cô chú anh chị mình xem nè. Tôm thì đây mới được có mấy con thôi, còn tôm tích ở dưới á, wow, tôm tích cũng khá nhiều luôn á. Bây giờ bắt đầu lên đục nè. Cái đục này thì mình sẽ kéo lên trước, xong mình cột cái dây vô, mình lại thả lưới ngược lại xuống á, xong mình xề ra đằng trước nó mới dễ. Hy vọng là mọi chuyện đều ổn cô chú anh chị ơi. Hy vọng là giác này nhiều tôm. Thấy tôm rồi đó. Tranh thủ mấy anh là phải, mấy anh mấy chú là phải tranh thủ nhanh để bắt tôm, tại vì con tôm nó không có sống được lâu cả nhà. Trời ơi con bự cơ. Cái này bắt cũng phải cẩn thận chứ không nó búng nữa. Như con này có gồng không anh? Không ha. Dạ. Mùi nước. Quay lấy cái gạt bự có cái tôm sống sẵn con. Dạ dạ. Nắp tôm tích bỏ vô cô chú anh chị ơi. Tại vì tôm tích này nó cũng dòng sống là cũng có tiền lắm. Trời ơi, tôm chết mấy con uổng quá. Chưa nè cô chú anh chị, rất là bự luôn á. Wow, như con này nè, con tôm tích này là có gạch luôn nè, gạch vàng luôn á. Đã chưa nè, vàng luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái này gọi là cái gì anh? Bàn chải. Bàn chải hả? Nó nhầm nhầm á. Bàn chải hay. Này uổng hết sức mấy anh tôm, mấy anh tôm sú nè, tôm rằn chết nè. Cá lưỡi trâu à. Con này muối một nắng ha, muối một nắng chiên á. Còn cái gạt nào không anh? Còn cái gạt nào anh? Gạt tình hình như hôm nay là không có ăn rồi cô chú anh chị ơi, có thể là lỗ dầu luôn rồi. Nghe mấy anh mấy chú nói vậy á chứ em cũng không biết thì sao. Giác này cũng được ít tôm đó cô chú anh chị, từ từ trưa đến giờ hai giả đó, như đây chắc mới được tầm ký ngoài à. Wow, đã chưa? Tôm lớn lớn không á. Nhìn mê luôn á cô chú anh chị. Tôm lớn lớn còn không? Giá lại cái lỗ hồi sáng gắt ha anh Vũ. Ủa cái miền cào mực với lại miền cào tôm cái nào mắc hơn anh Vũ? Cào tôm mắc hơn ha. Mực này thì thấy lưới thưa dữ nè. Dạ. Cái miền cào tôm bây giờ mà cắt mới luôn là bao nhiêu tiền anh Vũ? Người ta qua hành hấp mỗi triệu. Mười mấy triệu ha. Dạ. Là cái đó mình thuê người ta cắt anh ha. Đúng rồi. Dạ. Đó, cô chú anh chị, một ngày như vậy á là mình chạy nếu mà cào đủ 5 giác như hôm nay luôn nè là chạy hết 150 lít dầu á. Thì bây giờ một lít dầu đã 26.000 mấy rồi, nó rơi vào khoảng 4 triệu hơn rồi, ba người bạn thêm 1.2 triệu nữa là một ngày ra khơi mà đi từ sáng đến chiều luôn là chi phí là đã thấy 5 triệu mấy rồi. Nên là bây giờ cào mà ít là không có ăn đâu. Hiện tại bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều rồi cô chú anh chị. Ghe đang còn lấy vác cuối cùng để chạy vào bờ nè. Cô chú anh chị mình thấy hoàng hôn trên biển đẹp không? Hôm nay trời rất là đẹp luôn. Bữa nay là bắt đầu dịu gió lại rồi, như mấy bữa là trời như bão vậy á. Nói chung thì như hôm nay cô chú anh chị mình xem có kiểu như nó hơi ít hải sản, hơi ít đồ á. Thì cũng mong là cả nhà thông cảm cho em. Tại vì mình đi quay nghề biển giả mà mình đâu có biết được ngày nào trúng để mà mình canh mình đi đâu. Thì nói chung em cũng giới thiệu thêm một nghề mới, đó là cào lết, cào tôm, cũng như là đồng hành cùng bà con ngư dân coi cách bà con ngư dân làm việc trên biển. Thì rất là mong cô chú anh chị thông cảm và xem tới đây thì có thể để lại cho em một like cũng như là một lượt đăng ký để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nha. Thì bây giờ mời cô chú anh chị mình cùng xem giác lưới cuối cùng của ngày hôm nay nha. Bây giờ cũng là khoảng 6 giờ kém rồi đó cô chú anh chị. Rồi đến lúc sổ đục thôi cô chú anh chị ơi. Đổ đục. Tình hình như hôm nay là khả năng sẽ chỉ đủ tổn thôi cô chú anh chị. Như chủ ghe như anh Vũ là khả năng là không có lời là rất là cao luôn. Tại vì đồ hôm nay yếu quá. Vô cái kết vui. Vô cái kết luôn. Nguyên cái kết luôn.
mấy con tôm à. Coi chừng con cá đuối kìa. Tranh thủ bắt tôm. Đó đó con kìa chú kìa. Ta bắt tôm tích. Như con này lớn gì mà cũng không lấy vô luôn ha. Không, chỉ sinh khỏe thôi. Tôm tôm chì. Tôm ni lông là nó cũng giống gì mà cái da nó trơn phải không ạ? Dạ. Kìa kìa kìa, đó con kìa. Giả này khả năng ổn hơn giả hồi nãy chứ. Đây nữa nè. Ây da, cá mú. Ây da. Chết. Chết hay gì á. Thiếu ngoài tôm á. Thiếu ngoài tôm ha. Bỏ vô đây. Ú, nó búng rồi. Rồi bắt mấy con tôm tích nữa cả nhà ơi. Tôm tích này đã chưa? Giá này ít tôm tích quá. Bây giờ ghe bắt đầu chạy vào bờ thôi cô chú anh chị ơi. À, đây thì còn cách gành dầu đâu đó khoảng 5 hải lý nữa. 4 đến 5 hải lý nữa. Thì vào tới bờ thì chắc cũng đâu đó khoảng 7 giờ tối á. 5 hải lý thì tốc độ này thì cũng chỉ khoảng 5 đến 6 hải lý thôi. Đó là con kìa chú Việt, con tôm tích kìa. Bắt dòng luôn. Nhỏ quá hả? Quá trời con cá liệt kìa trời. Con này ăn ngon phải không ạ? À? Bự lắm luôn á cô chú anh chị. Mực giả chiều này thấy cũng đẹp hơn nè. Dạ. Wow, mấy con cá ngon chưa? Mấy con cá này để ăn hay gì anh? Ăn. Để ăn ha. Đồ bán. Chút chia anh Vũ lại mấy con ăn. Bắt ăn chia. Cá lưỡi trâu nó ngon. Cuốn chiên có gì đó. Dạ đúng rồi. Chiên khô khô ngon. Giả chiều này em thấy đẹp nè cô chú anh chị. Đẹp hơn hai giả nãy phải không chú Việt? Dạ. Mực nó cũng dài lớn con hơn. Nhìn ngon ghê chứ. Mực mực lớn. Dạ mực lớn. Rồi mực lớn. Rồi. Có cá nữa. Wow. Cá này chắc vô cũng bán người ta làm chả hả chú? Cá đi qua đó. Dạ. Đây nữa. Đây cả nhà này. Mấy con cá này là gọi là cá lưỡi trâu á. Mấy con cá này muối chiên ăn ngon lắm. Tuyệt vời luôn á. Đã quá. Như đây thì cá bán bè. Như vậy là cũng kết thúc một ngày rồi đó. Chút nữa vô tới bờ thì em quay bán cá cho cô chú anh chị mình xem. Bán hải sản á, cân cho vừa. Ghe vô tới cảng Chuồng Vích rồi đó cô chú anh chị.
Thả nào. Rồi, cuối cùng cũng tới nhà. Nó bây giờ chuẩn bị sửa soạn rồi đem lên bờ bán cho chủ nầu thôi. Giờ xuống đò để đem vô bờ bán. Được hai canh mực cả nhà, một canh lớn, canh nhỏ. À, thêm một thùng bê này nữa. Cái bịch đó của em hay gì á? Dạ. Được nhiều cái tôm tích nè cô chú anh chị nè. Cái này kiểu lâu lâu mình mới thấy, mới gặp một lần đó, nên em chia về em ăn hết luôn. Bạn nó tới rồi, lâu lâu mới có một bữa. Wow, mực này cô chú anh chị. Ồ, đây có em, bữa nay có thùng trắng theo luôn hả? Theo mấy lần rồi? Dạ. Quen anh Vũ lâu rồi. Vô mấy anh còn lựa lại thêm một lần nữa. Có cả cá nữa cô chú. Wow, quy mô lớn quá. Như mấy cái giả cào lết á, là con mực nó bị đen kiểu này nè cả nhà. Nó bị trà rồi nó bể túi hay gì á. Dạ. Chóc da. Dạ. Ai sao anh? À dạ. Dạ. Dạ ok. À, nó chóc da này cả nhà. Như bên đó là lớn phải không ạ? Ừ, đúng là lớn. Dạ. Bây giờ đàn cũng vô nhiều luôn đó cả nhà. Còn bây giờ cũng quá 21 21 60 chín. Mực của em á. Dạ. 67 bộ. Ủa một con tủ nó chạy. Chắc trên ghe trên xuồng quá. Kìa. Có phải không? Hay là của ghe kia? Ủa 7 cá của hai mã hả? Một mã hả? À, đó có người ta. Rồi 7 cái cá. Kết thúc. Hết của anh Vũ. Được nhiêu anh Vũ? Được 4.720. Với lại thêm tôm sống nữa cô chú anh chị. Tôm sống thì bán chỗ kia rồi. Chắc được cỡ 2 kg tôm sống nữa. 6-700 gì nữa. Là 5.000+ á. Kiểu cũng vừa đủ tổn. Để tôm ăn luôn anh Vũ. Rồi bây giờ đi về thôi. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bây giờ thì em cũng lên xe về thôi, tại vì cách nhà khoảng 40 cây số nữa lận. Đây đảng xa nữa không anh?
quên dạ. Ôi, lần nữa cảm ơn anh Vũ hôm nay cho em đi theo trải nghiệm nha. Cũng là lần đầu tiên quay cào lết cho cô chú anh chị mình xem luôn đó. Bây giờ em về tới nhà nữa là phải 9 giờ rồi.